Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này và sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi. Đức Hồng y Charles Bor lên án quân đội Miến Điện pháo kích vào nhà thờ chính tòa. Một nhà thờ Công giáo ở giáo phận Fikone ở bang Shen của Miến Điện nằm trong số những công trình kiến trúc được tường thuật đã bị trúng đạn pháo của quân đội vào ngày 9 tháng 11 trong bối cảnh các cuộc đụng độ vũ trang giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy đang tiếp diễn. Đức Hồng y Charles Bor, tiếng nói bất khuất đấu tranh cho nhân quyền tại Miến Điện, đã lên án quân đội trước diễn biến mới nhất này. Radio Veritas Asia cho biết, có ít nhất 5 quả đạn pháo đã rơi xuống nhà thờ chính tòa Thánh Tâm. Vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ đã được bắn ra, nhưng không có ai trong thành phố, nguồn tin cho biết. Báo cáo cho biết xe của giám mục và xe cấp cứu cũng bị trúng đạn. Báo cáo cho biết cuộc tấn công bằng pháo trong tuần này là cuộc tấn công thứ 3 kể từ khi quân đội Miến Điện được gọi là Tet Mador lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Cha Halael đã xác nhận với Radio Veritas Asia rằng một số quả đạn chưa nổ đã được tìm thấy trong nhà thờ vào ngày hôm sau. Vị linh mục cho biết nhà thờ chỉ được xây dựng vào năm 2012 và chỉ mới được cung hiến vào năm 2017, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc cũng cho biết tên lửa và đạn vũ khí hạng nặng do quân đội chính phủ đã bắn trúng nhà thờ. Báo cáo của Fides dẫn lời linh mục Julio O của giáo phận Picon, người đã lên án vụ việc, nói rằng khu phức hợp nhà thờ đã phục vụ như một nơi ẩn náu cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Hàng trăm người dân địa phương đang trú ẩn trong khu phức hợp nhà thờ. Ngài cho biết, các hành động bạo lực vô cớ đối với dân thường và nơi thờ tự chỉ làm tăng thêm sự tức giận, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi trong khu vực, những người đã tham gia lực lượng dân quân nổi dậy. Cha O bày tỏ lo ngại về những gì Ngài mô tả là ngày càng có nhiều vụ tấn công vào các nhà thờ và nơi thờ phượng. Ngài nói, các nhà thờ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng quân sự. Báo cáo của Fides trích dẫn các nguồn tin địa phương trong cộng đồng Kitô giáo cho biết, binh lính chính phủ đang nhắm mục tiêu vào các nhà thờ để tiêu diệt hy vọng của người dân. Giáo phận Picon ước tính có khoảng 340.000 cư dân với khoảng 55.000 người Công giáo, nhiều người thuộc các bộ lạc dân tộc bản địa. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tuần này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Miến Điện và kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Một báo cáo trên đài Á Châu Tự Do cho biết các hành động quân sự ở bang Shen phía nam của quốc gia Đông Nam Á và khu vực Sagain đã buộc gần 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong 2 ngày qua. Báo cáo cho biết các binh sĩ đã đốt cháy các tòa nhà với lý do chống khủng bố vì các ngôi làng trong khu vực được cho là trung tâm kháng chiến của chế độ quân sự. Báo cáo tương tự cho biết quân đội đã thừa nhận rằng họ đã đột kích vào một số ngôi làng ở thị trấn Western Dipayin bắt đầu từ tối thứ hai. Tuy nhiên, Thiếu tướng Jo Min Chun, phát ngôn viên của quân đội, đã bác bỏ báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và việc đốt phá các công trình là cáo buộc vô căn cứ. Quan chức quân sự nói với đài RFA rằng quân đội không có lý do gì để đốt các ngôi làng. Chúng tôi đang làm việc để bảo vệ khu vực ở vùng Sagain, nhưng chúng tôi đã không đốt cháy bất kỳ ngôi làng nào. Không có lý do gì để làm điều đó, ông nói. Mười bảy thừa sai Don Bosco và 16 nhân viên Liên Hiệp Quốc bị bắt cóc tại Ethiopia. Từ hơn một năm nay, quân đội chính phủ Ethiopia và lực lượng dân quân tại bang Tigray ở miền Bắc xung đột với nhau và phiến quân đang tiến đến gần thủ đô Addis Ababa.
Tổ chức Ân xá quốc tế tố giác các quân dân Tigray đã hãm hiếp, đánh đập và cướp bóc của nhiều phụ nữ hồi tháng 8 năm nay tại vùng Amhara. Hôm 5 tháng 9, quân đội chính phủ tại thủ đô Addis Ababa đã đột nhập một trung tâm do các tu sĩ dòng Đông Bosco đảm trách ở khu vực Gotera. Họ bắt giữ 17 tu sĩ thuộc sắc tộc Tigray và đưa tới một nơi không biết. Tin này được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo xác nhận. Các tu sĩ Đông Bosco tại Ethiopia đã gửi tin tới Fides để xin cầu nguyện cho hòa bình và sự thống nhất của Ethiopia. Ngoài ra, các nhân viên cảnh sát đã vào nhà thờ chính tòa chính thống ở Addis Ababa, bó buộc các linh mục và đan sĩ người Tigray phải ngưng các buổi lễ, rồi các tu sĩ bị đưa lên xe của cảnh sát chở tới một nơi không được biết. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lo âu và mời gọi cầu nguyện cho Ethiopia và kêu gọi các phe lâm chiến ở nước này hãy dành ưu tiên cho sự hòa hợp huynh đệ và con đường đối thoại để tái lập hòa bình cho đất nước. Chủ nhật thứ 33, mùa thường niên, năm phụng vụ B. Cách đây ít lâu, trước cơn dịch COVID xảy ra, tôi đang ngồi đọc báo trên một ghế đá trong công viên. Có một cặp vợ chồng trẻ đến gặp tôi. Cả hai đều có mang theo kinh thánh trong tay. Họ muốn nói chuyện với tôi về ngày tận thế sắp tới. Họ đã thu hút sự chú ý nghe của tôi. Tôi khâm phục sự nhiệt thành truyền giáo và sự chân thành của họ. Trong khi nói chuyện, chúng tôi sử dụng cách trích dẫn tương tự những điều trong bài đọc thứ nhất và thứ ba trong ngày hôm nay. Tôi được biết điểm chính để hiểu khi nào thì những chuyện này sẽ xảy ra. Những ngày trong cơn dịch COVID, rồi tiếp là sự nóng lên toàn cầu và sự thay đổi thời tiết đầy bất trắc, khiến cho nhiều người nói về ngày tận cùng của thời gian, về ngày giờ và thời điểm. Tôi phải chấp nhận là năm mới sắp đến làm cho tôi tự hỏi và hơi lo lắng về các đám mây mù chờ đợi trên đất nước và trên thế giới chúng ta. Cặp vợ chồng trẻ trong công viên chắc chắn là sẽ đến ngày kết thúc. Tôi cũng nghĩ thế. Trong lúc tôi đọc qua các tiêu đề trong tờ báo đang đọc, tôi mong cho tất cả những đau khổ của loài người và của trái đất yêu mến của chúng ta sẽ kết thúc và một hòa bình cuối cùng cũng được loan báo cho đến muôn đời. Bài đọc thứ nhất và thứ ba ngày hôm nay là phần các văn chương thời cánh chung. Có một số người tự nhận là mình đã biết được dấu chỉ trong Kinh Thánh và có thể biết rõ ngày giờ khi các sự kiện tận cùng được mô tả trong bài sách sẽ xảy ra. Tất cả những bận tâm về những hình ảnh nào sẽ xảy ra thật sự là một điều đáng lo âu khi các bản văn diễn tả về ngày cánh chung trong Kinh Thánh nhằm mục đích để an ủi, không phải là phương tiện để loan báo các sự kiện hay làm cho dân chúng lo sợ vì những điều gì sẽ xảy đến. Nếu có một sự cố tình hiểu sai ý định của lời văn, các thầy thuyết giảng có thể trách cứ chính mình hơn là trách người khác. Thật ra, có khi nào các thầy thuyết giảng trong chúng ta đã giảng lần cuối về các sự kiện cánh chung giống như chủ đề của các bài đọc hôm nay trong phụng vụ? Thì tại sao chúng ta lại để các bài giảng như thế cho các thầy thuyết giảng dùng những răn đe của bản văn để làm cho mọi người sợ hãi và lo âu? Nếu chúng ta đã chú ý đến sách Kinh Thánh trong những ngày Chủ nhật vừa qua, chúng ta có thể để ý đến bao nhiêu hình ảnh về ngày cánh chung đã được nêu lên trong thơ gửi cho tín hữu Do Thái và trong các sách Kitô hữu nói về lời giao ước, như về con người, về phục sinh, về sự Chúa Kitô trở lại, về triều đại Thiên Chúa, về việc thiên sứ cầm ấn tín của Thiên Chúa, vân vân.
Vậy chúng ta, các thầy thuyết giảng nên trung thực nói đến các hình ảnh trong lời văn Kinh Thánh được dùng như một cách giúp chúng ta và các thính giả hiểu hơn về thế giới chúng ta và củng cố hy vọng của chúng ta. Tác giả của những lời văn như thế là đang viết về thời kỳ sụp đổ, bắt bớ, mất lý tưởng, tuyệt vọng và mất đức tin trong lúc khó khăn. Đặc trưng của những dấu chỉ của 200 năm trước và sau Chúa Kitô sinh ra. Tác giả của hai sách Cựu và Tân Ước nghĩ là họ cần phải đưa ra những lời an ủi cho những tín hữu can đảm và sẽ được vinh quang trong chiến thắng của sự thiện hảo. Thiên Chúa sẽ trị vì, sự dữ cuối cùng sẽ bị khuất phục. Thông điệp này cần được khẳng định lại trong suốt thời gian biểu của chúng ta, không nên trì hoãn như là một cách để trấn an, tránh không đưa ra cách phải làm những gì có tính nan giải trong thế giới chúng ta, khiến không thấy kết quả từ chính công sức mình. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta và Ngài sẽ hoàn tất những gì Ngài đã hứa ban cho chúng ta, những gì đang thực hiện được xảy ra. Có vẻ như tác giả sách Daniel đang viết về tương lai, nhưng hiện tại mới là điều quan trọng đáng chú ý. Sách ngôn sứ Daniel nhằm củng cố đức tin của người Do Thái trong thế kỷ thứ hai và khuyến khích họ trung thành với những điều dạy của các tiền nhân họ thay vì hướng đến những triết lý và lối sống đương đại đầy quyến rũ vào thời họ sống. Tác giả đang sống trong thời gian lúc người Hy Lạp cai trị đất nước Israel và đang cố gắng thống trị thế giới bằng cách thiết lập một nền văn hóa và hệ thống chính trị Hy Lạp cho tất cả các đất nước họ đang cai trị. Ở tại Israel, theo đạo Do Thái là một tội và dân chúng có thể bị giết vì đức tin của họ. Bởi thế, tác giả trong bài đọc hôm nay đang đưa ra một cái nhìn lạc quan cho tương lai. Sự công chính sẽ chiến thắng và ngay cả những ai tưởng như đã khuất phục trước cái chết cũng sẽ được sống lại. Bài phúc âm hôm nay cũng là một ví dụ về lời văn cánh chung. Giống như bài đọc thứ nhất, đây không phải là một lời tiên đoán về tương lai, nhưng là một cách giúp các cộng đoàn Kitô hữu đang bị bách hại mà Thánh Marco đã viết về họ trong phúc âm. Để giúp họ giữ vững đức tin và được an ủi bởi sự cam đoan rằng Thiên Chúa sẽ đem đến toàn thắng trong tương lai. Phúc âm Thánh Marco nhấn mạnh rằng, với cái chết của Chúa Giêsu là sự loan báo thời đại cuối cùng đã bắt đầu và sự kết thúc đã gần kề. Khi đền thờ bị phá hủy vào năm 70, hình như ngày cánh chung sắp xảy ra. Khi điều đó chưa đến, các sách phúc âm Thánh Matthew và Luca sẽ nghĩ lại về ngày cánh chung. Ngày đó không đến sớm như Thánh Marco nghĩ. Thánh Marco cũng như chúng ta đang chờ đợi ngày Chúa Kitô đến với vinh quang và quyền năng lớn lao để chấm dứt mọi đau khổ và bách hại. Tất cả những gì Chúa Kitô dạy về sự tha thứ cho tội lỗi, về quyền thế của Ngài, về lời hứa ban sự sống, về việc chiến thắng sự dữ và chiến thắng sự chết sẽ được thực hiện cho những người Kitô hữu đang còn phải chịu nhiều đau khổ trong đấu tranh, có cái nhìn về tương lai một cách chắc chắn để có thể trở nên điều an ủi và giúp đỡ rất hữu ích. Mỗi thế hệ sẽ phải để ý đến lời dạy về ngày cánh chung của mọi người hay tất cả các thế giới mà chúng ta biết. Chúng ta đã được biết nhiều về những kết cục trong đời sống của mình. Chúng ta không cần phải lo lắng và bi quan về những điều đó sẽ chấm dứt ra sao, nhưng hãy thử suy nghĩ về ngày cánh chung của chúng ta. Lúc đó có thể giúp chúng ta đưa mọi sự ra sự thật. Tôi nghe có ai đó đang cầu nguyện trong thánh lễ sáng nay. Xin cảm tạ Thiên Chúa cho con ngày hôm nay. Tôi nghĩ người đó nhìn mọi sự theo quan điểm của phúc âm hôm nay. Hãy đánh giá cao tình huống hiện tại trong ánh sáng của tương lai. Thế giới sẽ kết thúc, nhưng chúng ta hiện đang sống như thế nào trong thế giới đó? Chúng ta được mời gọi đón nhận từng khoảnh khắc, sống trọn vẹn, triển nở trong lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
Chúa Giêsu nói rằng, chúng ta sẽ không biết giờ nào là giờ cuối cùng của mình. Vậy chúng ta nên coi giờ nào cũng là giờ quan trọng của mình. Người Hoa Kỳ thường sống rất nhiều cho tương lai. Họ dự trù mọi sự sẽ như thế nào khi ra trường, khi đi tìm việc làm, kết hôn, nghỉ hưu, cho con cái đi học, vân vân. Chúng ta cần nghĩ đến và lập các kế hoạch về tương lai. Nhưng chúng ta cũng hãy trân trọng ngày hôm nay do sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chúng ta trong lúc này với tất cả các cơ hội mà thời điểm này mang đến cho chúng ta. Cây vả đã được dùng như một thí dụ và cây vả đó khơi gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ đến hai cây vả trong vườn đằng sau nhà ông nội tôi ở Brooklyn, New York. Sau khi cây vả có trái, lá sẽ rụng xuống và cây trông như đã chết. Ông tôi cắt thành nhiều cây, rồi lấy giấy dầu đen bọc những vết cắt lại để bảo vệ chúng qua mùa đông lạnh giá. Cây trông như bị chết rồi và được bọc trong tấm giấy liệm đen. Phép lạ xảy ra khi mùa xuân đến. Lúc đó, ông tôi tháo giấy dầu đen ra và các vết cắt được bọc giấy sẽ đâm chồi mới, sinh lá và đến tháng 8, nó sẽ có mùa trái mới. Chúng tôi sẽ có mùa thu hoạch trái vả ngon, sung đầy một lần nữa. Có thể vì thế, Chúa Giêsu dùng cây vả như một thí dụ về sự sống lại của con người. Các nền văn minh cổ đại xem cây vả là biểu tượng của hòa bình và sự đơm hoa kết trái. Ở những nơi khí hậu nóng, cây vả cho nhiều bóng mát và cây cung cấp nguồn thức ăn dồi dào. Cây vả phát triển trong mùa xuân, đơm hoa kết trái trong mùa hè và hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu. Thánh Marco trông thấy sự tranh cãi về đức tin trong cộng đoàn Kitô hữu của ông và những cuộc bách hại liên tục làm cho các tín hữu chịu nhiều đau khổ như là một dấu chỉ thật sự của vụ mùa hái trái sẽ đến khi Chúa Kitô trở lại. Hình như Chúa Giêsu muốn nói là không cần lo toan về thời điểm nào mọi người sẽ chấm dứt cuộc sống. Đoạn văn kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy tỉnh thức. Đó có thể là một niềm an ủi cho những ai đang bị đau khổ vì đức tin. Họ đã có những vấn nạn mà các tín hữu thường nghĩ đến, như vì sao dân chúng bị đau khổ, vì sao họ bị bệnh, vì sao em bé chết, tại sao thế giới có quá nhiều bạo lực, vì sao một Thiên Chúa đầy quyền năng mà không làm gì để thay đổi mọi sự đang xảy ra. Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tại sao chúng ta lại phải chịu đau khổ như thế? Đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu chẳng lẽ không có ý nghĩa gì trước mắt Thiên Chúa hay sao? Cả hai, ngôn sứ Đa-nhiên và Thánh Marco là những người nhắc chúng ta về đức tin của chúng ta, là Thiên Chúa đã hứa sẽ luôn ở với chúng ta cho dù chúng ta phải chịu đau khổ và sẽ đưa chúng ta đến toàn thắng trong sự vinh quang hôm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.